hệ thống bôi trơn cho các máy quay. Tác giả: Zedric Wincott, kỹ sư bôi trơn, công ty dầu Shell. Biên dịch: Thanh Sơn. Bản quyền thuộc về bảo dưỡng cơ khí.com. Một hệ thống bôi trơn cho hệ thống máy quay có kích thước đáng kể thường bao gồm một bồn chứa dầu, máy bơm, bộ lọc, bộ làm mát, đường ống và các bộ điều khiển. Kinh nghiệm trong nhiều năm đã chỉ ra các tiêu chí thiết kế cần thiết để giảm thiểu sự cố thiết bị và các sự cố vận hành. Các bồn chứa dầu phải được thiết kế để cho phép tách nước và hơi ra khỏi dầu tuần hoàn một cách thích hợp. Tốc độ dòng chảy của dầu và thiết bị làm mát phải được thiết kế để duy trì nhiệt độ dầu và nhiệt độ ổ trục thích hợp, đồng thời cũng tối ưu hóa hiệu quả tách nước. Bộ lọc dầu phải bền để có tuổi thọ cao và có kích thước phù hợp để duy trì mức độ ô nhiễm thấp. Cần có các kỹ thuật vận hành và kiểm soát thích hợp để giảm thiểu sự nhiễm bẩn của dầu mà hậu quả là thiết bị hư hỏng. Có thể cần phải xem xét việc làm sạch đặc biệt để chống lại sự biến chất của dầu do nhiễm bẩn từ các khí chua như hydrosulfur, H2S. Tổng quan về hệ thống bôi trơn tuần hoàn. Việc thiết kế và vận hành hệ thống bôi trơn cũng quan trọng như thiết kế và vận hành của một hệ thống máy quay mà nó là một thành phần. Các máy quay càng lớn và phức tạp thì yếu tố này càng trở nên quan trọng. Cơ sở để giảm thiểu hỏng hóc thiết bị là độ sạch của hệ thống dầu bôi trơn. Nhiều phương pháp và thiết kế đã được phát triển để đạt được một kết quả khả quan, tuy nhiên nó còn không nhất quán và phụ thuộc vào nhiều ý kiến của các chuyên gia. Hệ thống dầu bôi trơn tuần hoàn như trong hình trên bao gồm bình chứa dầu, máy bơm, bộ làm mát dầu, bộ lọc dầu, bộ điều khiển, đường ống, vân vân. Dầu bôi trơn và hệ thống mà nó được sử dụng có thể bị nhiễm hơi ẩm, chất rắn và khí được hấp thụ từ không khí, hơi nước ngưng tụ từ hơi nước bị rò rỉ qua phớt làm kín hơi của tuabin hơi và khí rò rỉ qua phớt làm kín từ máy nén khí. Dầu bôi trơn có thể bị oxy hóa và nhiễm bẩn các thành phần bị thoái hóa do tiếp xúc với nhiệt độ quá cao trong thời gian dài. Một số vật liệu không chỉ gây ô nhiễm cho dầu mà còn hoạt động như một chất xúc tác để thúc đẩy quá trình làm thoái hóa dầu. Sự ăn mòn của các vật liệu trong hệ thống dầu bôi trơn có thể tạo thành các oxit kim loại, làm ô nhiễm dầu và gây mài mòn ổ trục. Bài viết này có ý định nhấn mạnh đến các đặc điểm thiết kế và kỹ thuật vận hành nhất định mà có lợi trong việc duy trì độ sạch của dầu và hệ thống dầu bôi trơn. Các yêu cầu về thiết kế cho một hệ thống dầu bôi trơn. 1. Bồn chứa dầu. Bồn chứa dầu cung cấp một vị trí tĩnh lặng trong hệ thống dầu tuần hoàn, là nơi có thể tách nước và hơi mà đã bị ngấm vào dầu từ các ổ trục hoặc các khu vực tiếp xúc khác. Việc phân tách chỉ có thể có hiệu quả nếu bồn chứa được thiết kế và có kích thước phù hợp. Dầu bôi trơn nên đi vào hay hồi về ở gần đỉnh và đi ra ở gần đáy của bồn chứa như trong hình trên. Thể tích vận hành bình thường của bồn chứa phải cung cấp tổng thời gian lưu lại không ít hơn 8 phút. Thời gian lưu lại cần thiết trong các ứng dụng công nghiệp có thể thay đổi từ thấp nhất là 3 phút đối với dầu có độ nhất thấp đến cao nhất là 40 hoặc 60 phút đối với dầu có độ nhất cao. Dầu có độ nhất cao hơn sẽ có trọng lượng lớn hơn. Việc tách nước trở nên khó khăn hơn khi trọng lượng của dầu tiến gần đến trọng lượng của nước. Việc tăng nhiệt độ dầu trong bồn chứa sẽ làm tăng sự chênh lệch trọng lượng giữa dầu và nước, giúp quá trình phân tách hiệu quả hơn. Việc bố trí vách ngăn và kích thước của bồn chứa đã thay đổi tùy theo yêu cầu riêng và các giới hạn về không gian. Một thiết kế lý tưởng là một thiết kế trong đó vận tốc tuyến tính của dầu là tối đa 1 phút trên phút, khoảng 5,08 mm trên giây. Việc tách nước hiệu quả có thể được thực hiện ở tốc độ này. Các bồn chứa phải có cửa người, manway, để cho phép làm sạch bên trong, một lỗ thông hơi hay ống ven, một thiết bị đo thích hợp và mặt đáy phải được độ dốc từ phía đầu ra
với tỷ lệ dốc là 1/2 inch trên phút với góc dốc 2,4 độ. Bồn chứa cũng phải được đặt cao hơn mặt đất để cho phép xả nước. Dầu hồi về phải đi về bồn chứa ở vị trí bằng hoặc ngay trên bức dầu để giảm thiểu bắn tóe, gây tạo bọt và hình thành dòng tĩnh điện. Bồn chứa phải được làm bằng thép không gỉ hoặc sơn phủ một lớp sơn chịu dầu và chống ăn mòn. 2. Bộ làm mát dầu, cooler. Nhiệt độ của ổ trục và tuổi thọ của dầu bôi trơn cũng như các yếu tố khác có liên quan đến nhiệt độ của dầu. Nhiệt độ của ổ trục tối đa cho phép sẽ thay đổi tùy thuộc vào cách đo nhiệt độ. Khi đo nhiệt độ dầu đi ra khỏi ổ trục tối đa là khoảng 180 độ F, khoảng 82 độ C. Nếu nhiệt độ cao hơn thì yêu cầu cần có hành động khắc phục sớm. Một khi kỹ sư thiết kế có tất cả các dữ liệu cần thiết, anh ta sẽ không gặp khó khăn trong việc xác định loại và kích thước của bộ trao đổi nhiệt cần thiết để duy trì nhiệt độ của ổ trục và nhiệt độ của dầu ở mức thỏa đáng. Nhu cầu về một bộ làm mát thứ hai để dự phòng được coi là một lựa chọn của bên sử dụng. Cần cố gắng duy trì nhiệt độ của dầu tại tất cả các điểm trong hệ thống dầu tuần hoàn dưới 150 độ F, khoảng 65 độ C. Nhiệt độ dầu trong bồn chứa tối ưu cho các hệ thống dầu tuần hoàn sử dụng dầu cấp ASTM hay ISO 32 là 120 đến 130 độ F, tức là 49 đến 54 độ C. Tách nước sẽ kém hiệu quả hơn khi nhiệt độ dầu dưới 120 độ F hay 49 độ C, và nếu nhiệt độ cao hơn 130 độ F hay 54 độ C thì có thể dẫn đến nhiệt độ ổ trục cao hơn mong muốn. 3. Bộ lọc dầu, filter. Điều đáng tiếc là về cơ bản không có tiêu chuẩn chung nào để đánh giá hiệu quả của các bộ lọc được thiết kế cho lưu chất là chất lỏng. Tuy nhiên, việc sử dụng các bộ lọc giấy xếp có tẩm nhựa 5 đến 10 micron của các thương hiệu có uy tín cho hệ thống dầu bôi trơn trung tâm có thể mang lại hiệu suất đáng tin cậy trong việc giữ cho dầu sạch. Loại bộ lọc này cung cấp diện tích bề mặt lớn với thể tích nhỏ, có khả năng giữ lại chất rắn cao, sự sụt áp suất qua lọc nhỏ khi độ nhớt của dầu tăng. Nếu các thành phần bộ lọc phù hợp, nó sẽ không bị nhiễm nước có trong dầu bôi trơn. Dầu bôi trơn trong nhiều hệ thống có thể được làm sạch với các hạt bẩn kích cỡ 10 micron. Tuy nhiên, kích cỡ danh nghĩa 5 micron được coi là bắt buộc trong các hệ thống bôi trơn cho máy quay mà có sử dụng khớp nối răng được bôi trơn bằng dầu. Một khớp nối răng hoạt động giống như một máy ly tâm, và bất kỳ chất lạ nào nặng hơn dầu như chất rắn và nước sẽ được tách ra khỏi dầu ở khớp nối. Các chất này sẽ lấp đầy khu vực bên ngoài nơi đặt các răng bánh răng và ngăn cản sự bôi trơn của chúng, dẫn đến hỏng khớp nối. Để có được sự hoạt động tốt trong khoảng thời gian trên một năm, có thể cần sử dụng thêm một bộ lọc riêng biệt 0,5 micron trên dòng dầu cấp đến khớp nối. Bộ lọc dầu kép Dewar Filter như thể hiện trong hình trên nên được cung cấp và đặt ở sau bộ làm mát. Cần cung cấp một van chuyển đổi dòng chảy qua lọc thứ hai mà không cần ngừng máy để chuyển đổi lọc, và có bộ chỉ thị chênh áp suất qua bộ lọc có cảnh báo chênh áp mức cao. Không nên sử dụng van xả áp slip valve và van bypass vì chúng sẽ cho phép dầu chưa được lọc đi vào các ổ trục, bộ điều tốc, governor, vân vân. 4. Đường ống trong hệ thống bôi trơn. Tất cả các đường ống được sử dụng trong hệ thống bôi trơn phải được làm bằng thép. Việc sử dụng đồng và kẽm nên được hạn chế ở mức tối thiểu vì cả hai đều hoạt động như một chất xúc tác để thúc đẩy quá trình oxy hóa dầu và làm suy giảm chất lượng dầu. Đồng và ống hợp kim đồng thường được sử dụng trong các bộ trao đổi nhiệt để giảm thiểu các vấn đề về bám cạn và giúp truyền nhiệt hiệu quả hơn. Các nhiệt độ trong máy quay thường dưới 150 độ F hay dưới 65,5 độ C thường không làm cho đồng hoạt động như chất xúc tác, làm ảnh hưởng lên chất lượng dầu. Đường ống thoát dầu hay đường hồi dầu nên có kích thước để khi vận hành không bị đầy quá nửa thành ống để đảm bảo thoát dầu tốt dù có tạo bọt trong dầu. Đường ống dầu hồi phải nằm ngang
dốc liên tục về phía bồn chứa và góc dốc tối thiểu là 1/2 inch trên phút, tức là 2,4 độ. Các ống nhánh dầu hồi đấu vào ống gom dầu chính, header, phải ở một góc 45 độ theo hướng dốc của ống gom chính như thể hiện trong hình trên. Đường ống gom dầu chính phải được cung cấp một lỗ thông hơi thích hợp. Đường ống gom dầu hồi tiếp xúc với hơi ẩm, bao gồm không khí và hơi ẩm. Vì vậy, đường ống này phải được làm bằng thép không gỉ hoặc thép carbon được sơn phủ bên trong bằng sơn chịu dầu và chống ăn mòn. Yêu cầu đối với hệ thống bôi trơn mới. Thiết lập một hệ thống bôi trơn sạch khi vận hành là vô cùng quan trọng. Việc vệ sinh không đúng cách một hệ thống bôi trơn mới lắp đặt trước khi đưa vào vận hành sẽ dẫn đến các vấn đề tiếp tục xảy ra trong nhiều năm. Nhiều quy trình tốt để làm sạch hệ thống dầu bôi trơn trung tâm đã được xuất bản. Có một số yếu tố cần được nhấn mạnh, đó là phải loại bỏ các chất bảo quản, chống rỉ sét mà nhà sản xuất thiết bị sử dụng và các chất bảo quản này không tương thích với dầu bôi trơn. Nhiều mỡ bảo quản chống rỉ sét có chứa dầu hỏa, dạng sắt hoặc chất tẩy rửa canxi hay natri loại làm ướt. Khoảng 30-50 ppm chất tẩy rửa canxi bị nhiễm trong dầu sẽ thúc đẩy nhũ tương với nước. Sự nhiễm chất tẩy rửa phải được giảm xuống dưới 10 ppm canxi hoặc natri để ngăn ngừa sự hình thành nhũ tương và có được đặc tính tách nước tốt với dầu. Nên tránh các quy trình phun cát và tẩy rửa nếu có thể, vì những quy trình này làm tăng thêm các chất gây ô nhiễm vào hệ thống, khó loại bỏ như rỉ sét, chất bảo quản, bụi bẩn, vân vân. Trong quá trình xúc rửa, flossing cần có sự khuấy động để phá vỡ các vật liệu rời dính vào thành ống, cần phải có vận tốc dòng chảy lớn và nhiệt độ cao từ 71-77 độ C. Rung động cơ học của đường ống và việc phun nitơ xuống hạ lưu downstream của máy bơm có thể có lợi trong việc phá vỡ các vật liệu lỏng lẻo có xu hướng bám vào bề mặt bên trong. Các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm có thể được thực hiện đối với dầu sau quy trình xúc rửa và làm sạch để xác định xem hệ thống có ở trong tình trạng đạt yêu cầu hay không. Hai phương pháp đã được đề xuất ASTMF312 định cỡ và đếm hạt từ chất lỏng trên bộ lọc màng và ASTMD2276 chất ô nhiễm dạng hạt trong nhiên liệu tua bin hàng không. Phương pháp xác định kích thước hạt ASTMF312 tốn nhiều thời gian và không phù hợp để sử dụng thường xuyên. Loại thứ hai, ASTMD2276 hoặc ASTMF313 được ưu tiên hơn cho chất lỏng thủy lực. Nếu mức độ nhiễm bẩn của dầu dưới 100 ppm theo tiêu chuẩn ASTMD2276 hoặc F313, sử dụng bộ lọc Millipore 5 micron, hệ thống thường có thể được coi là ở tình trạng đạt yêu cầu. Các yêu cầu đối với vận hành và bảo trì hệ thống bôi trơn. Dầu trong hệ thống bôi trơn máy quay có thể bị ô nhiễm từ nhiều nguồn. Hơi nước rò rỉ qua bộ làm kín mê cung, hai răng lược, lắp bi-zin siêu dẫn đến dầu bị nhiễm nước. Sự thông hơi của bồn chứa sẽ tạo điều kiện cho hơi ẩm, bụi bẩn và nhiều chất gây ô nhiễm khác như khí axit, hóa chất, vân vân, làm ô nhiễm dầu. Các lưu chất được xử lý bởi các máy bơm, máy nén, vân vân có thể làm ô nhiễm dầu do rò rỉ lưu chất qua hệ thống làm kín. Lượng rò rỉ sẽ thay đổi tùy thuộc vào điều kiện thiết kế, loại phốt làm kín và tuổi của thiết bị. Cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa trong quá trình vận hành để duy trì dầu ở tình trạng tốt. Kiểm tra định kỳ có thể giúp ích rất nhiều trong việc ngăn ngừa sự suy giảm chất lượng dầu và hỏng hóc thiết bị sau này. Loại dầu được sử dụng phải là dầu khoáng tua bin có phụ gia chống rỉ và chống oxy hóa chất lượng cao với khả năng khử nước nhũ tương tốt. Dầu loại này được sử dụng trong một hệ thống được thiết kế phù hợp và vận hành đúng cách sẽ luôn sạch và trong. Không nên sử dụng dầu có chất tẩy rửa hoặc phụ gia chống mài mòn. Kiểm tra bằng mắt mẫu dầu định kỳ, chẳng hạn như một lần mỗi tuần, đây là kiểm tra thường xuyên duy nhất được yêu cầu đối với dầu.
Bất kỳ sự thay đổi nào trong dầu, do nhiễm nước hoặc bụi bẩn hoặc có màu sẫm, sẽ có thể dễ dàng nhận thấy. Những thay đổi đáng kể được quan sát bằng mắt thường có thể được xác định định lượng bằng các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm. Độ nhớt, độ axit tổng, chất không tan và nước thường là tất cả những gì cần thiết để xác định tình trạng của dầu. Bất kỳ thay đổi nhanh chóng, đáng kể nào trong dầu đều cần phải có biện pháp khắc phục. Hàng ngày phải kiểm tra nước ở đáy bồn và xả đáy khi cần thiết. Cần duy trì ghi nhật ký vận hành để ghi lại áp suất và nhiệt độ của hệ thống. Nếu dầu bôi trơn trong một hệ thống cụ thể đang bị ô nhiễm quá mức với nước hoặc khí, đặc biệt là hydro sulfur H2S hoặc khí axit do rò rỉ quá nhiều qua các bộ phận làm kín, cần có các phương tiện bổ sung dầu để duy trì dầu ở tình trạng tốt cho đến khi thiết bị có thể ngừng chạy để sửa chữa. Bộ khử nước hoặc bộ khử khí bằng chân không có thể rất hiệu quả để loại bỏ cả nước và khí gây ô nhiễm. Loại thiết bị này cũng có thể được sử dụng để làm sạch dầu bị rò rỉ qua bộ làm kín máy nén khí để tái sử dụng vào hệ thống dầu bôi trơn. Máy tách ly tâm có thể được sử dụng để loại bỏ nước và chất rắn ra khỏi dầu, và việc cấp khí nitơ và điền kín không gian phía trên mức dầu trong bồn chứa có thể được sử dụng để giảm sự ô nhiễm dầu do chất khí. Tóm lại, có nhiều loại vật liệu khác nhau có thể làm ô nhiễm hệ thống dầu bôi trơn máy quay, dẫn đến hỏng hóc thiết bị. Các bồn chứa dầu phải được thiết kế để cung cấp đủ thời gian lưu lại và lưu lượng thích hợp để tối đa hóa vượt tách nước và khí. Đường dầu hồi phải có kích thước và hướng chảy thích hợp để loại bỏ các cản trở về dòng chảy. Nên chọn và sử dụng các bộ lọc để loại bỏ các chất rắn ra khỏi dầu một cách hiệu quả. Hệ thống bôi trơn phải được làm sạch trong quá trình chạy thử và phải được duy trì sạch sẽ trong quá trình vận hành. Các quy trình xúc rửa nên được lựa chọn sao cho đạt được hiệu quả tốt nhất trong thực tế.